ăn uống hợp lý nhớ rằng bắp ngô kiều mạch là vàng quý sao. Huyết áp đường huyết không cao, không vữa động mạch ước ao mong chờ. Khoai lang, khoai tây, khoai từ, trơn đường ruột tránh ung thư trực tràng. Kê làm ngon giấc mộng vàng, đậu nành là loại đứng hàng đậu vua. Bổ dưỡng kháng bệnh không thua, có 5 chất chống ung thư cho người. Sữa đậu nành tốt tuyệt vời, cà rốt đỏ thắm cho người đẹp da. Dưỡng mắt, dưỡng tóc, dưỡng da, mướp đắng bí đỏ mới là thuốc tiên. Kích thích tụy sinh insulin, khống chế đường huyết tăng lên trong người. Mộc nhĩ đen nhớ ai ơi, phòng đông máu tránh nhồi cơ tim. Phấn hoa đẹp khỏe người thêm, cảnh sát đường ruột thêm yên cõi lòng. Tỏi là vị thuốc phòng, chống ung thư để cho lòng bình yên. Thái 15 phút ăn sen từ từ, cà chua cũng chống ung thư. Trứng gà xào lẫn chín nhừ rồi ăn. Rong xoắn ốc quý vô ngần, cực giàu năng lượng rất cần cho ta. Ngoài tim mạch huyết áp ra, rong xoắn vị thuốc đúng là trường sinh. Kéo dài sự sống cho mình, chữa tiểu đường đó thần tình biết bao. Ổn định đường huyết không cao, phòng được biến chứng ước ao nhiều người. Sữa chua kháng bệnh tuyệt vời, canh xương tuổi thọ kéo dài chớ quên. Trà xanh huyết quản bền thêm, rượu vang đỏ phòng đứng tim bất thường, làm cho tuổi thọ thêm trường, muốn cho cơ thể khang cường nhớ cho. Cá tôm con nhỏ hơn to, ăn ngang xương khi đã kho chín mềm. Cá dễ hấp thụ protein, càng tăng tuổi thọ, và nên nhớ là tôm hơn cá, cá hơn gà, muốn thêm sức khỏe chúng ta làm gì? Phải vận động có oxy, tùy tuổi tùy sức tập gì định ra. Sức yếu hoặc ở tuổi già, dưỡng sinh đi bộ đó là điều hay. Mùa đông tập sớm sợ thay, bệnh tim huyết áp có ngày gặp nguy. Buổi chiều tập chẳng sợ chi, không tập quá mệt có gì phải lo. Trạng thái tâm lý nhớ cho, không oán hờn, không lo âu hận thù. Tức giận dễ bị khối u, bởi vì uất ức chu du lìa đời. Sống vui vẻ luôn hay cười, là thang thuốc bổ giúp người sống lâu.